Chào tất cả anh em nhé, mình là thiết bị VNC. Và hôm nay trời mưa thì mình cũng làm một cái video giới thiệu cho anh em một số cái sản phẩm keo miếng vá này và một số cái dụng cụ làm lốp nha anh em. Thì đây anh em nha, đây là một số cái loại dòng keo nước gọi là đa hàng chất lượng nhất trên hiện nay. Thì bắt đầu là thằng Maruni này anh em nha, lon 200ml này, đây là TDL này, hàng nội địa của Nhật này, cho xanh hết anh em nha. Còn đây là ban này cũng cho xanh anh em nha. Thì nói chung là hàng đều là hàng cho xanh chất lượng hết, và giá của nó thì tùy theo. Nhưng Maroni là 108 nè, ban này là 107 nè, TDL này là 150 nè anh em nha. Còn miếng vá thì có số miếng vá như cái dòng của Vifix nè, 10, 11, 12 nè, phổ biến nè anh em nha. Rồi một số cái miếng vá của Ấn Độ nè anh em nha. Ấn Độ thì mình có nhiều lắm, từ cho cái loại vá xăm, vá lốp kích thước từ 25, 35, 45, 60, 90, 100, đó là lượng không bố, lượng có bố thì từ B0, B1, B2, B3, B4, B5, nói chung là nhiều. Rồi miếng vá, vá hông nữa, bố chéo rồi tới bố thẳng anh em nha, nói chung là nó nhiều loại. Đây là một số cái miếng vá hai quay nữa nè anh em nha, hai quay 10, 11, 12 nha anh em nha, đó. Còn hai quay thì hộp nhựa thì mình cũng có hộp nhựa nè, 11, 12 hộp nhựa nè anh em nha. Đây là cái miếng của miếng vá vĩ của Maroni nha anh em. Maroni thì mình chỉ có bán ba loại phổ biến, đó là cái loại kích thước 35 ly nè, loại 45 nè, và loại 75 nha anh em, 75 ly, cái loại nhỏ nè 35 ly nè anh em, đó ba loại nha. Mình cũng quay sơ cho anh em xem thôi, bởi vì nhiều, nó cũng nhiều cái mà báo giá không hết, thì anh em cần cái loại nào thì cứ liên hệ mình sẽ báo giá chính xác nha anh em. Nên một số cái bộ nhựa mô Việt Nam nha nè. Còn những anh em nào làm nghề làm lốp hay rửa xe thì có một số cái bộ nối nhanh bằng nhựa anh em, nhựa cứng nha, rất là bền luôn. Nhựa thì một số anh em dùng rửa xe là ok nhất, vì những môi trường rửa xe nó ẩm ướt, nó quá chắc, anh em dùng mấy cái nối thép nó mau rửa, mau rỉ, mau hư đó, cho nên mình nghĩ là dùng cái nối nhựa là hợp lý nhất nha anh em. Đây một số cái dụng cụ làm lốp anh em. Đây là cái ti tay bông quay nè anh em, ti này để mình thay cho cái tay bông quay này, mình thấy không. Còn đây là cái cục va ép nè anh em, cục va ép nè anh em nha, cục va ép điện á, chính á. Đây là cái cây một số cái tay bơm này, đây là cái tay bơm quay xích lật này, cái này là của cái cây hút hơi xăm lốp nè anh nha. Đây là cái con lăn nè, con lăn nè. Đây là một số cái cây tháo ti vanh nè, để anh em nha, cây tháo ti vanh dài ngắn hai đầu đều có. Đây là một số cái tay bơm quay nè, không đồng hồ nè, quay có đồng hồ nè, tay bơm dí nè, và một số cái tay bơm quay nè, tay bơm quay loại dài nè, có đồng hồ không có đồng hồ, loại 50cm nè anh em nha. Đó, đây là cái cao su non này nè anh em, cao su non để anh em vá ép này. Còn đây là cái miếng vá bự, miếng này miếng B6 anh em nha, vá bố chéo B6 này, kích thước nó là 250 x 250, là 25 phân x 25 phân á anh nha. Đây là một số cái cây lân vi bắp lốp nè, loại 1m nè, loại 50-60 nha anh em nha. Đây là cái tay banh lốp anh em nha, đây là cái tay banh lốp. Còn đây là cái cây kìm gấp tanh, hay là đây kìm gấp tanh, hay là cây tháo miền nữa đó anh em nha. Nên đây là cái cây banh lốp anh em ha, đó là cây banh lốp.
Rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em một số thứ nữa. Đây. Đây anh em nha. Làm lốp thì không thể thiếu được cái máy mài này. Máy mài xăm lốp này anh em. Còn đây là cái đá mài xăm lốp nha, 20.000 một cục này anh em. Đây là một số cái tay bơm này. Anh em thấy không? Tay bơm ví này, có đồng hồ này. Cái này là tay bơm xe ô tô này, ô tô con này anh em. Loại không có dầu này. Cái này là tay bơm lốp xe con mà loại. Loại này có dầu này nha. Còn cái này là tay bơm dí nha, anh em lốp xe tải. Thì đó. Đó là mình giới thiệu sơ qua cho anh em một số cái dụng cụ cho anh em làm lốp nha. Này video này mình giới thiệu cho anh em một số cái dụng cụ làm lốp. Nó cũng còn nhiều thứ lắm mà mình cái nào nó nằm ở ngoài thì mình quay cho anh em dễ nha. Chứ mình mở ra mới do nó nhiều thứ á. Anh em cần cái nào về dụng cụ làm lốp, keo vá, xăm lốp rồi này kia thì cứ liên hệ mình nha. À, đây là một mớ đủ loại chân banh cho anh em. Mình bỏ trong túi nha, mình không lấy ra cho nên là cũng không, anh em xem nó không rõ. Đây là một số cái keo miếng vá này, anh em thấy không? Đây là một số keo miếng vá, thì nói chung là keo vá loại có bố không có bố đầy đủ anh em nha. Đó, thì đây là một số cái chân banh cao su nè, dài ngắn nè, chung nè, nó nhiều loại lắm. Nói chung là mình bán đầy đủ dụng cụ làm lốp nha. Anh em nào cần thì liên hệ anh em nha. Thì mình do mình cầm một tay mình cầm điện thoại cho nên là mình không mở ra trực tiếp cho anh em xem. Anh em nào cần thì cứ mình sẽ là quay video hoặc là mình gửi video cụ thể hoặc mình chụp hình thực tế cho anh em xem. Bởi vì mình quay video ở đây là mình muốn nói với anh em là mình bán những cái hàng gì mình có và thực tế, chứ không phải là những cái hàng người ta chụp đưa lên mạng, nhiều lúc người ta lấy cái hình mạng một đường nhưng mà bán một nẻo. Còn mình quay video là video thực tế tại công ty của mình, mà mình bán sao là mình quay vậy. Cho nên anh em yên tâm nha, nên nha. Đó thì mình cũng xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Anh em nào cần mua hoặc tư vấn thì cứ liên hệ mình nha. Thiết bị VNC, Zalo là 0911600357 nha. Thì anh em mà muốn mua hàng của mình trên các shop Lazada, Shopee, Sang Đỏ thì anh em có thể kích vào cái đường link dưới phần mô tả video á, để anh em có thể vào đó mà mua hàng nha. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh giúp mình nha, để theo dõi khi mình ra video mới nha. Chào tất cả anh em nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha.